Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể đổi tên cái kênh YouTube của bạn nhé. Đổi tên kênh với lại thay cái ảnh ảnh đại diện cho kênh YouTube của bạn trên trên YouTube ấy mới nhất nhé. À, năm này 2021 nhé. Bây giờ là tháng 6. Tại vì mình phải nhớ mốc thời gian vì YouTube nó mới ra cái tính năng này, tôi cho phép bạn đổi tên kênh với lại đổi cái hình đại diện trực tiếp ở trên tài khoản YouTube của bạn luôn, chứ các bạn không phải vào cái account Google để bạn đổi nữa. Thì trước ấy thì bạn phải vào cái account Google đổi thì nó hơi phức tạp. Thế ra mình sẽ hướng dẫn các bạn cả trên máy tính lẫn trên điện thoại luôn cho các bạn dễ làm. À, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên máy tính nhé. Đây là ví dụ bạn vào cái trang chủ của YouTube nhé, ở trên máy tính này, không thì bạn cứ mở Chrome ra bạn gõ vào youtube.com là được. Thế còn đây là cái kênh YouTube của bạn này, bạn kích vào cái nút này, biểu tượng này. Sau đó bạn kích vào kênh của bạn nhé. Đây là cái kênh YouTube của mình, kênh vlog của mình cũ chứ nó cũng chả có gì cả. Thì mình sẽ đổi tên cái kênh này bởi vì nó cũng chả quan trọng ấy. Kênh này mình sẽ đổi lại thành tên khác. Thế còn bạn nếu mà trước khi bạn đổi tên ấy, các bạn nhớ chú ý là cái kênh tên của bạn ấy nó sẽ là cái thương hiệu của bạn. Thế ra nếu mà bạn mà đổi tên sang cái kênh tên khác ấy thì nó chú ý là nó sẽ ảnh hưởng đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là view viết rồi là các thứ của kênh của bạn ấy. Mặc dù vậy thì một số bạn thì đi mua kênh hoặc là bạn mới làm ấy, sau bạn đổi nội dung, thay đổi nội dung thì bạn cũng có thể đổi tên kênh. Rất đơn giản thôi. Ở đây nhé, ở đây là cái kênh này, bạn vừa kích vào cái kênh của bạn này, sau bạn kích vào nút này nhé, nó tùy chỉnh kênh. Tùy chỉnh kênh thì nó sẽ cho phép bạn chỉnh. Ok, ở trong phần tùy chỉnh kênh đấy thì bạn sẽ có mấy cái bình thường ấy là chỗ này này, bố cục, xây dựng thương hiệu và thông tin cơ bản. Thì các bạn kích vào tiếp là phần thông tin cơ bản nhé. Đấy, thì thông tin cơ bản ở đây nó có vật tên và nội dung mô tả kênh. Thực ra cái phần mô tả kênh này thực ra mình sẽ phải ghi nhiều, nhưng mà tại vì cái này nó là cái vlog ấy, nên mà mình không ghi gì cả. Thế còn để đổi tên thì các bạn kích vào đây này, nút chỉnh sửa tên kênh nhé. Bạn kích vào đấy, sau đấy là bạn đổi, bạn thích đổi tên là gì cũng được. Ví dụ bây giờ mình ghi là đang mình tên của mình đang là Thuận Vlog đúng không, mình sẽ đổi thành Thuận Thuận Vlog này. Ok. Thuận Vlog như này cũng được. Thực ra mình phải nghĩ một cái tên gì để nó hay hay, nhưng mà thôi không cần. Ok, thì mình sẽ kích vào nút này, nút xuất bản nhé. Xuất bản, thế là nó sẽ đổi. Ok, thế là mình đã đổi được tên kênh của mình rồi. Tuy nhiên ấy là YouTube này nó sẽ trong vòng, nó sẽ đổi tên kênh trong vòng khoảng mất một thời gian, lâu hay mau tùy YouTube ấy. Chắc là một ngày hai ngày gì đấy kệ. Nó mới ảnh hưởng. Thứ hai nữa là bạn đổi cái ảnh nhé. Ví dụ cái ảnh này bây giờ mình không muốn thêm cái, không muốn dùng cái ảnh này nữa, thì bây giờ mình sẽ đổi cái ảnh này đi. Mình chuyển sang phần này, xây dựng thương hiệu. Đó, xây dựng thương hiệu này thì mình sẽ đổi được cái ảnh này. Đầu tiên mình sẽ xóa cái ảnh này đi, hoặc là mình ấn một nút thay đổi này. Nhưng các bạn nhớ nhé, cái ảnh mà bạn dùng ấy thì nó sẽ không được quá 4 MB nhé, và người ta chấp nhận cái file PNG nhé, PNG hoặc file JPEG thôi. Không dùng ảnh động, tức là không dùng cái ảnh động nhé. Ok, bây giờ mình đã kích vào nút thay đổi. Sau đấy mình đi đến cái folder trên máy tính của mình chọn. Nên là mình phải chọn, nhớ mình chọn một cái nào đấy mà nó dưới 4 MB nhé. Thì mình sẽ chọn đại một cái thôi. Vào trong phần logo, mình đi đến cái kênh của mình. Đây, logo này chẳng hạn. Đây mình sẽ chọn ví dụ cái này chẳng hạn nhé. Cái này là tệp là 150x150 MB. Thực ra mình có thể dùng cái logo này cũng được. Đây logo Jack Kim Nguyễn này. Tí mình sẽ xóa đi sau. Đây, kích vào đây, nó chọn Open. Đó, thì nó sẽ ra cái thông tin của cái chỗ mà logo mình cần hiện cho kênh của bạn nhé. Đây là hình vuông, còn đây là hình tròn. Sau mình kích vào xong là ok. Còn nếu không thì các bạn có thể crop lại được. Đấy, các bạn thích thì các bạn crop vào chỗ này này, crop vào cái camera này thôi cũng được này. Nhưng mà thôi mình thấy cái này nó ok rồi. Tại vì cái ảnh logo của mình nó một cái ảnh vuông ấy. Các bạn kích vào xong. Đấy. Đấy được rồi. Bây giờ các bạn kích tiếp vào xuất bản nhé. Tiếng Việt thì xuất bản, thế còn tiếng Anh thì gọi là save. Nó sẽ đổi ở đây. Đó, như vậy là xong rồi. Bây giờ mình đã có cái kênh vlog của mình lên đây nhé, kênh YouTube nhé. Sau mình kích lại thành kênh của bạn xem nó sẽ hiện ra như nào nhé. Đó, ra rồi, ra cái logo kênh mới này, rồi là tên kênh mới luôn. Đơn giản đúng không? Bây giờ YouTube nó làm rất là nhanh. Đấy là làm ở trên máy tính. Thế còn nếu mà làm ở trên điện thoại nhé, thực ra làm ở trên điện thoại thì cũng dễ thôi. Đầu tiên là các bạn mở ra này, mở cái điện thoại ra nhé. Sau bạn vào cái kênh YouTube này, vào kênh YouTube này, sau đấy là các bạn sẽ
làm tương tự như thế. Vào YouTube này, sau các bạn kích vào cái biểu tượng màu đỏ ở trên đấy, tao kích vào là Your Channel nhé, tức là kênh của bạn ấy. Sau bạn kích vào là Edit, Edit Your Edit Channel, là tại vì kênh mà mình dùng tiếng Anh mà, đâm ra bây giờ nó đang là thuận với lốc này. Các bạn kích tiếp vào cái bút này, sau đây các bạn đặt tên, thế sau các bạn nhấn OK, thế là xong rồi. Đó, thế là xong, các bạn đã đổi tên kênh ở trên cả điện thoại lẫn trên máy tính lẫn điện thoại. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này, đơn giản đúng không? Mình cũng có một số cái video khoảng 20-30 cái video về làm YouTube ấy. Nếu mà bạn thích cái nội dung này thì các bạn có thể comment ở bên dưới, hoặc là các bạn có thể đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.